theo cách tình yêu của Minh Dung, ngoài cái việc chăm sóc da mặt hàng ngày thì làn da body của chúng ta như là da tay, da chân và ở vùng cổ này cũng là những làn da cần phải được chăm sóc hàng ngày, bởi vì những làn da này thì thường bị tác động bởi nắng mặt trời nè, rồi chúng ta không có thói quen chăm sóc da những vùng da này cho nên rất là dễ bị thâm sạm, rất là dễ bị đen và không có được mịn màng. Thì Dr. Lacey cung cấp cho các bạn một giải pháp, đó là cái dòng kem body ban đêm và dòng kem body ban ngày. Dòng kem body ban ngày của Dr. Lacey còn có chức năng là chống nắng và giúp cho làn da nâng lên một tông, cho nên các bạn có thể thoải mái diện đồ, thoải mái không cần phải che chắn gì hết, đi ra ngoài biển, ngoài trời. Và dòng kem body đêm thì nó sẽ giữ trắng sáng da chỉ sau 21 ngày. Nếu các bạn duy trì thói quen hàng tối chúng ta trước khi đi ngủ chúng ta thoa kem body giữ những vùng đó thì chắc chắn là các bạn sẽ có một làn da rất là đẹp luôn. Mình Dung đã có rất là nhiều khách hàng sử dụng cái kem body này và trở thành tín đồ rất là yêu cái dòng kem body này. Từ trước tới đến giờ có một khách hàng người ta đã sở hữu tới 5-6 hũ này rồi và người ta bảo là ôi vô cùng yêu nó luôn, cũng sử dụng cái dòng kem này để chống lại sự lão hóa của tuổi tác, để có được một làn da luôn luôn mịn màng và căng bóng. Đây, hai hũ kem body tuyệt vời mà Minh Dung đã sử dụng gần hết rồi nè. Các bạn hãy nhanh tay sở hữu những cái dòng kem này để dưỡng da của mình thật là đẹp nhé.